đá dữ dằn rồi chứ. Sẽ quay giờ ghi hình cho cả nhà xem nha. Nhà xem kênh và ủng hộ chia sẻ để cùng có view để kiếm tiền trên YouTube để trang trải cuộc sống cả nhà. Sẽ đi xuống khe tìm kiếm con cua thì bắt để bán để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Rồi, giờ đi thôi cả nhà. Xem nha. Sau hồi tìm kiếm luôn con cua thì còn cũng đã kiếm được con cua cả nhà. Ngồi mới thấy gặp cái hang ngồi thứ hai cục sình cái gặp nó luôn. Nằm đây. Kiếm con cực khổ tới nhà. Cua tháng này nó dữ lắm rồi nha, không khéo thì nó sẽ bỏ nha. Cua này nó bự, con cua nửa ký lô hơn chứ, bao nhiêu con cua hôm nay được khủng rồi cả nhà, cuối mùa nhưng mà được cua này ngon à, quá trời kiến trắng à. Có con cua này không mà mình quăng mình kiếm cả hai nước rồi cả nhà.
ông ơi. Cua trà bá luôn cả nhà. Tụm xuống đây, tụm xuống dưới. Tụm xem nha. Có thành quả này cả nhà. Đâu từ sáng tới giờ.
Bây giờ tụi về cả nhà, về nhà xong này tắm rửa, tụi sẽ quay thành quả cho cả nhà xem nha. Nay đi vào cái đám lá đen này này. Sớm quá nên tụi chưa có ăn sáng rồi. Quá đã.
quay thành quả nha. Nãy giờ tôi đi cua sáng giờ được 4 cua cả nhà. Cái cả nha. Hai con cua được. Nãy giờ thì trời gãy chưa? Xúc xúc gãy anh kẹt. Đây, cái video luôn. Nhà nó video tiếp theo nha.